Thưa quý vị, liên quan đến sự cố rơi trực thăng khiến tổng thống Iran Raisi và ngoại trưởng Iran thiệt mạng, Mỹ cho biết họ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Iran sau sự cố nhưng không thể đáp ứng phần lớn vì lý do hậu cần. Theo hãng tin Reuters, ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller tiết lộ Washington đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Iran liên quan đến sự việc chiếc trực thăng chở cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn. Tuy nhiên, Mỹ nêu rõ lý do hậu cần và khẳng định đã không thể đáp lại yêu cầu này, nhưng không nêu rõ những khó khăn là gì. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ Iran. Chúng tôi đã nói rõ với họ rằng chúng tôi sẽ cố gắng giúp, như cách sẽ chấp nhận mọi lời yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài trong các trường hợp tương tự. Tuy nhiên, phần lớn do khó khăn hậu cần mà chúng tôi đã không thể làm gì cả. Khi được hỏi về khả năng Iran cho rằng Mỹ có dính líu đến vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ không hề liên quan đến vụ tai nạn, ông không thể phỏng đoán lý do có thể dẫn đến vụ việc trên vụ tai nạn trực thăng khiến tổng thống iran ebrahim raisi thiệt mạng xảy ra trong bối cảnh ông được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh tụ tối cao iran ayatollah ali khamenei ông khamenei người nắm quyền lực tối cao và có tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân của iran đã tìm cách chấn an người dân iran nói rằng các vấn đề quốc gia sẽ không bị gián đoạn vì sự cố rời trực thăng Mohamed Mokhobar sẽ trở thành tổng thống với sự đồng ý của lãnh đạo tối cao Khamenei và một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 50 ngày. Ông Raisi, 63 tuổi, người có đường lối cứng rắn, từng lãnh đạo cơ quan tư pháp, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 của Iran. Ông Raisi cũng tiếp tục chính sách hướng đông của người tiền nhiệm Hassan Rouhani. Để đạt được mục tiêu này, ông và chính quyền đã theo đuổi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh đã tăng nhập khẩu dầu của Iran và làm trung gian cho một thỏa thuận ngoại giao lịch sử giữa Iran và Ả Rập Xê Út vào tháng 3 năm 2023. Kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza nổ ra, dưới sự lãnh đạo của ông Raisi, Iran đã duy trì cân bằng giữa ủng hộ các lực lượng thân Iran trong khu vực chống Israel và Mỹ, đồng thời tranh đối đầu trực tiếp với cả hai nước. Thế cân bằng này đã bị phá vỡ trong thời gian ngắn khi Iran tấn công trực tiếp Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 4 vừa qua để trả đũa cuộc tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Iran ở Damas. Nhận định với tờ The Conversation, ông Eric Lopp, phó giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Florida, cho rằng vụ tai nạn của ông Raisi sẽ khiến lãnh tụ tối cao Khamenei mất đi một người trung thành lâu năm và một người kế nhiệm tương lai. Trong khi đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, Tướng Jacob Amiro đã nghỉ hưu nói rằng, xét cho cùng, chính lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei mới là người đặt ra các chính sách của nước này. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, chủ tịch cơ quan bầu cử Iran, Mohsen Eslami, thông báo cuộc bầu cử bất thường để bầu ra tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Hãng thông tấn của Iran dẫn thông báo của ông Eslami cho biết 28 tháng 6 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 trong lịch sử Iran. Theo ông Eslami, Hội đồng Giám hộ đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên tổng thống trước ngày 28 tháng 5. Hội đồng Giám hộ của Iran, một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ, chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ tổng thống Iran, Trước đó, Quốc hội Iran thông báo sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên sau khi Tổng thống Raisi tử nạn vào ngày 21 tháng 5. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và 7 người khác thiệt mạng. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ali Bakheri Kani sẽ được bổ nhiệm làm quyền Ngoại trưởng Iran khi người tiền nhiệm Hossein Amir Abdullahian thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vào hôm 19 tháng 5. Chiều 20 tháng 5, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, sau cái chết của ông Hossein Amir Abdullahian, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, với sự chấp nhận của nội các, ông Ali Bakheri Kani, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Kani là chính trị gia có quan điểm cứng rắn, đồng thời là người dẫn đầu các phái đoàn Iran tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ về các vấn đề hạt nhân và trao đổi tù nhân. Trước đó, ông cũng từng đảm nhận vai trò đàm phán trong các cuộc thảo luận hạt nhân giữa Iran và phương Tây dưới thời cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad từ năm 2007 đến năm 2013. Người phát ngôn của Hội đồng Giám hộ Iran, hội đồng gồm 12 thành viên chịu trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử và luật pháp, đã gọi cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi là một mất mắt lớn đối với đất nước Iran. Tuy vậy, người phát ngôn Haditha Hanajib cũng cho rằng trong khi Iran đang đau buồn vì sự ra đi của Tổng thống, bộ máy điều hành của nước này sẽ không bị đình trị. Lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới và các nhóm vũ trang thần cận với Iran đã bày tỏ sự đau xót trước tin Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hussein Amir Abdullahian và 7 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Đông Azerbaijan vào ngày 19 tháng 5. Chính phủ Iran ra thông báo chính thức xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và những người đi cùng đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại vùng đồi núi phía tây bắc nước này. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 5, nội các của Tổng thống ca ngợi ông Raisi là một Tổng thống làm việc chăm chỉ và không mệt mỏi, người đã phục vụ người dân Iran để giúp thúc đẩy và phát triển đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ, vô cùng đau buồn và sốc trước cái chết bi thảm của Tổng thống Ebrahim Raisi. Đóng góp của ông trong việc tăng cường mối quan hệ song phương Ấn Độ-Iran sẽ luôn được ghi nhớ. Ông xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông Raisi và người dân Iran. Ấn Độ sẽ sắt cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani gửi lời chia buồn tới lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và chính phủ của ông trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và các quan chức Iran sau vụ thảm kịch đau đớn này. Thủ tướng Pakistan cho biết nước này sẽ tổ chức một ngày tang và trao cờ rủ như một biểu tượng thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Raisi và đội ngũ của ông, cũng như thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước. Ngoại trưởng Liban cho biết, Liban đã công bố 3 ngày để tang cho cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Các nhóm chiến binh Hamas, Houthi và Hezbollah được Iran hậu thuẫn cũng gửi lời chia buồn tới Tehran về cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi ông mohammed ali al houthi một lãnh đạo cấp cao của phong trào houthi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân iran và giới lãnh đạo iran ông nói rằng người dân iran sẽ tiếp tục có những nhà lãnh đạo trung thành với người dân của họ theo cnn lực lượng hamas đã gửi lời chia buồn sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết tới nhà lãnh đạo tối cao chính phủ và người dân iran vừa rồi là những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc trực thăng chở tổng thống iran gặp nạn chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này trong các chương trình tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại